Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa xảy ra vụ người đàn ông chết cháy trong nhà nghi do tự thiêu. Theo thông tin ban đầu, người dân sống ở khu phố 2, phường 2, thành phố Mỹ Tho phát hiện bên trong căn nhà của ông Nguyễn Phương Việt, 48 tuổi, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Người dân đã dùng bình chữa cháy dập lửa và gọi cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Khoảng 15 phút sau, khi ngọn lửa đã được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện ông Việt đã chết. Được biết, ông Việt là lao động tự do. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, rất may vợ và con của ông Việt không có ở nhà.